Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tính hết tháng 5, Hưng Yên thu ngân sách được trên 5.630 tỷ đồng. Nông dân xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thu hoạch cấy trên ruộng tươi, tăng thu nhập. Tìm hiểu cách bảo vệ da khỏi tia UV trong những ngày nắng nóng bao phủ. Lào Cai hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành vực dậy tăng trưởng phục hồi du lịch sau dịch bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 5, Hưng Yên thu ngân sách được trên 5.630 tỷ đồng, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt gần 38% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa đạt trên 4.170 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu gần 1.460 tỷ đồng, riêng trong tháng 5 thu ngân sách chỉ đạt trên 990 tỷ đồng. Một số khoản thu giảm từ 17 đến 29% so với cùng kỳ năm 2019, như thu thuế xuất nhập khẩu, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thu ngân sách những tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do kinh tế hiện chỉ mới ở giai đoạn dần hồi phục do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để vừa đảm bảo thu đúng, đủ các khoản thu, vừa thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỉnh đang yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh công tác thu chi và điều hành hiệu quả ngân sách nhà nước, rà soát, cắt giảm tiết kiệm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, ưu tiên nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, an sinh xã hội, đồng thời có những giải pháp thu nợ thuế phù hợp. Từ đầu tháng 4 âm lịch, sáng nào trên cánh đồng khu bãi rươi của xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, bà con nông dân cũng rộn ràng thu hoạch cấy. Từ năm nay, con cấy là nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ dân ở đây. Việc khai thác cấy được bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch. Không quá vất vả, bà Nguyễn Thị Liên ở thôn An Lao, xã An Thanh chỉ với những dụng cụ thế này, một cái xô và đi theo dọc bờ ruộng. Cầm từng cái chai nhựa được cắt ngang có phần đáy kín đổ cấy vào xô rồi đặt lại vào vị trí cũ. Chỉ cần đi hết bờ thửa ruộng rộng khoảng 3 sào, bà Liên đã thu được một xô cấy. Cấy vừa thu đã có thương lái đến mua. Để có những chai cấy đó, từ sáng sớm bà Liên cũng như bà con nông dân ở đây phải làm mồi cám giăng bôi vào miệng chai và đi đặt ở bờ ruộng, khoảng cách từ 50 đến 70cm một chai. Khi nắng lên, cái bò từ các lỗ dưới đất lên tới chỗ có mùi thơm và sẽ bị trượt vào chai, không ra được. Cứ như thế, vào buổi sáng hoặc trưa, người dân tới thu về. Mùa này là thu hành chính này, thì chúng tôi cứ cám xong rồi chúng tôi bôi vào miệng chai. Thì cứ sáng chúng tôi bôi cám, tối đi bôi cám vào miệng chai, thì sáng chúng tôi đi đổ. Nếu ai người ta bôi sáng thì 10 giờ phải đi đổ, không là nắng nó cấy nó bị chết. Gia đình nhà bà Nguyễn Thị Liên có hơn 1 hecta bãi chuyên khai thác cấy và rươi. Trung bình một vụ gia đình bà thu 1 tấn cấy với giá bán 80.000 đồng kg, thu được 80 triệu đồng. Khai thác cấy không cần phải đầu tư nhiều, chỉ cần sau vụ lúa cày ruộng để phơi đất khi con nước lên thì san bằng mặt ruộng và bờ phát sạch cỏ có độ dốc xoải xuống ruộng. Vào cái mùa đầu tháng 2, tháng 3 của âm lịch thì bắt đầu là chúng tôi vào cái thời thu cấy. Và lúa của chúng tôi cấy từ trong năm thì bắt đầu là cái thời điểm đấy là cây lúa sinh trưởng thì con cấy nó mát nó ở. Cho nên là chúng tôi không cấy lúa của cái vụ mùa mà chỉ cấy lúa của cái vụ chiêm thôi. Mà đến cái thời điểm tháng 8 chúng tôi không thu hoạch được cấy nữa với lý do là cái mùa đấy là mùa đông ghen, mùa lạnh, cho nên là cấy vào trong hang. Cấy không còn ở ngoài nữa thì chúng ta không thu được nữa. Từ khi áp dụng kỹ thuật vào gieo cấy lúa và khai thác cấy theo mùa, sản lượng cấy ở An Thanh tăng rõ rệt và việc khai thác cấy nhàn hơn, bảo tồn được cấy. Trước đây chưa có kỹ thuật, bà con ở đây chỉ biết bắt cấy bằng cách mang thuồng đi đào lỗ hoặc dùng mồi như ốc, tép, giun để câu. Những cách này không những mất thời gian, hiệu quả thấp mà bờ vùng còn bị tan hoang. Hiện nay xã An Thanh có hơn 130 ha đang khai thác cấy và rươi, trung bình một năm bà con địa phương thu được khoảng 100 tấn cấy. Cấy An Thanh đã trở thành nguồn lợi kinh tế chính sau rươi, làm giàu cho bà con nông dân. Cấy và rươi là con đặc sản tự nhiên của vùng bãi sông xã An Thanh đã trở thành sản phẩm ô cốp 4 sao. Hàng năm nguồn lợi mà xã An Thanh thu được từ cấy và rươi lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhiều gia đình là hộ khó khăn đã trở nên giàu có, xây dựng được nhà cao tầng, mua sắm ô tô và các đồ dùng sinh hoạt đắt tiền nhờ đầu tư vào vùng đất bãi. Với tình hình dịch bệnh đang dần được khống chế, hoạt động kinh tế dần sôi động trở lại, tác động tích cực tới thị trường lao động.
Tuy nhiên, trong phía các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc các tiêu chí để tuyển dụng nhân sự một cách thận trọng vì nhu cầu tìm việc gia tăng sau dịch bệnh sẽ khiến thị trường việc làm cạnh tranh hơn bao giờ hết. Xuất hiện trên thị trường công nghệ thông tin Việt Nam được 5 năm, song theo đại diện của công ty này, sức nóng về nhân sự chưa bao giờ hết nóng. Đặc biệt khi dịch COVID-19 được kiểm soát thì cũng là lúc công ty có kế hoạch tuyển dụng nhân sự với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến nâng quy mô từ 50 nhân viên lên 120 người. Cái nhu cầu tuyển dụng về các vị trí cũng đều rất tăng bởi vì các dự án từ phía nước ngoài họ cũng gửi về rất là nhiều. Kế hoạch trong công ty năm nay thì mình sẽ mong muốn là tăng khoảng gần 2/3 so với hiện tại nữa, và nhân lên khoảng 3 lần. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2020, số lượng người đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh, đồng nghĩa gia tăng nhu cầu tìm việc trên thị trường. Chị Bùi Kim Mây là một trong số nhiều lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm mới sau khi thất nghiệp gần 5 tháng. Để mấy tháng chăm con, xong sau đấy thì sẽ quay lại công việc. Nhưng mà đến tháng 3 đấy thì du lịch bị ảnh hưởng nên là không thể tìm việc nữa. Bên cạnh các doanh nghiệp cắt giảm nguồn lực lao động, thì theo các chuyên gia, cũng có rất nhiều đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động nhằm phục hồi sản xuất. Nắm bắt được tình hình này, thời gian qua, 15 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại Hà Nội đã triển khai hình thức kết nối online giữa doanh nghiệp và người lao động. Đối tượng tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành, kinh doanh, cơ khí, điện tử, kế toán, văn phòng, nhân viên kỹ thuật. Trước thời điểm COVID-19 thì công việc mình cũng khá là ổn định, không ảnh hưởng gì đến công việc của mình cả. Nhưng mà sau đấy thì thời gian đấy thì ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của mình. Các nhân viên mà làm với công ty đầu tư vốn đầu tư nước ngoài ấy, mà các hàng mặt hàng xuất khẩu ấy, thì vẫn chưa thể nào mà quay lại ổn định được. Do là các thị trường lớn như là châu Âu hoặc Mỹ thì vẫn đang trong quá trình là dịch bệnh lan rất là rộng. Nửa đầu tháng 5 thì cái số lượng doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng lao động thông qua trung tâm cũng tăng lên rất là đáng kể. Trong nửa đầu tháng 5 thì khoảng độ 2 tuần thì đã có khoảng độ gần 300 doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng. Và cái số vị trí chỉ tiêu tuyển dụng cũng rất là lớn. Đấy, cũng báo cáo với chị là cái số chỉ tiêu tuyển dụng rất là lớn. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã có những chương trình cụ thể. Chúng tôi tiếp tục là tiếp nhận các cái đăng ký tìm kiếm việc làm của người lao động. Tính đến tháng 5 năm nay, hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tìm nhân sự qua sàn giao dịch việc làm, chỉ giảm 20% so với năm 2019. Rõ ràng Covid dần đi qua, cũng là lúc cung và cầu thị trường việc làm khởi động mạnh mẽ trở lại. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khí hậu miền Bắc đã bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Vừa qua, ngành điện Hưng Yên đã ghi nhận phụ tải sử dụng điện tăng gần 1,4 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, trong hai ngày 30 tháng 5 và mùng 1 tháng 6 vừa qua, ngành điện Hưng Yên đã ghi nhận có từ 10 đến 20 trạm biến áp đã chạm ngưỡng đầy tải, trong đó có 2 trạm vượt ngưỡng từ 3 đến 5%. Tổng sản lượng điện trong tháng 5 đã đạt gần 450 triệu kWh. Theo đó, ngành điện Hưng Yên đã khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, vừa đảm bảo chống quá tải cục bộ và vừa tiết kiệm tiền điện. Chúng tôi khuyến cáo là đối với khách hàng thì thứ nhất là đối với các cái bóng đèn thì cũng nên sử dụng các cái đèn LED để tiết kiệm điện năng. Thứ hai là đối với các cái tủ lạnh thì cũng đặt ở cái nhiệt độ lạnh nó vừa phải. Thì đối với máy điều hòa nhiệt độ thì cũng khuyến cáo là nên để chế độ từ 26 độ trở lên. Thì đối với các cái trụ sở, cơ quan công sở thì cũng nên là 9:30 10 giờ sáng trở ra thì mới bật điều hòa, và trước khi ra về thì chúng ta cũng nên tắt máy điều hòa trước khi ra về khoảng 1 tiếng. Gia đình thì cũng khuyến cáo là nên không dùng đồng thời các cái thiết bị một lúc, đặc biệt là các giờ cao điểm trưa và giờ cao điểm tối để tránh quá tải cục bộ. Bên cạnh các biện pháp nâng cấp 96 trạm biến áp chống quá tải với tổng công suất gần 12 triệu 500.000 kVA, trong quý 1 vừa qua, ngành điện Hưng Yên đã tiến hành san tải với các trạm đạt công suất từ 80 đến 90% công suất thiết kế, nâng cấp đối với các trạm đạt ngưỡng từ 90% công suất thiết kế. Bên cạnh các hoạt động nâng cấp công suất trạm biến áp, công tác tuyên truyền cũng đang được toàn ngành điện triển khai nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
nắng nóng đang bao phủ với nền nhiệt độ cao, đi kèm với chỉ số UV hay còn gọi là tia cực tím cao, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến làn da. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ da trong thời tiết nắng nóng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi khuyến cáo của các bác sĩ dưới đây. Giáp da, đỏ da và xuất hiện nhiều vết sạm da thâm đen, chị Hương quyết định đi khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây ra tình trạng này là do ảnh hưởng của tia UV trực tiếp tác động lên da. Đợt này từ hôm tôi thấy nắng, thời tiết nó nắng nóng thì cảm thấy nó lan rộng, nó lám để thấy đen hơn. Tiếp xúc với mùa hè thì cảm thấy nó rát hơn. Những ngày qua, cả nước đón nhận những đợt nắng nóng gay gắt. Đáng nói tại nhiều địa phương, nắng gắt còn ghi nhận chỉ số UV cực cao. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tia UV thậm chí lên mức 9 đến 11, mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm. Nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ. Riêng tại Hà Nội và thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận những ngày chỉ số tia UV chạm mức từ 9 đến 10. Theo Bệnh viện Da liễu Trung ương, nắng nóng đầu mùa cũng ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám về da tăng nhanh. Cái trường hợp cháy nắng ấy, thì đến với chúng tôi thì biểu hiện chủ yếu là các cái rát đỏ ở các cái vùng da hở không được che chắn, kèm theo bệnh nhân ngứa rát nhiều, thì cũng có một số bệnh nhân cũng không rõ mà đi ra ngoài hiệu thuốc hỏi thì ở dưới hiệu thuốc thì người ta thấy cái tổn thương rát thì người ta chẩn đoán là zona, thì bệnh nhân có bôi các cái acyclovir thì tình trạng không những không cải thiện mà các cái tổn thương nó trở nên kích ứng và rát đỏ hơn rất là nhiều. Dự báo hè năm nay sẽ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục nắng nóng, những ngày có chỉ số UV cao sẽ kéo dài. Các bác sĩ khuyến cáo khi tiếp xúc dưới trời nắng nóng gay gắt trong thời gian dài, không chỉ gây sốc nhiệt mà còn gây nguy hại cho da, thậm chí ung thư da. Việc bảo vệ chống nắng thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là bảo vệ vật lý là bằng khẩu trang rất là tốt, khẩu trang phải đủ dày. Thì vì có những nghiên cứu rằng khi mà chúng ta dùng khẩu trang đúng quy cách, đủ dày đã ngăn được phần lớn tia UV. Thứ hai là việc dùng kem chống nắng. Thì kem chống nắng thì khuyến cáo của các nhà chuyên gia rằng một ngày chúng ta phải thường bôi 3 lần, trung bình là 3 tiếng bôi một lần. Các chuyên gia cũng khuyến cáo tốt nhất người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng trong ngày, nhất là tầm giữa trưa, bởi nắng nóng có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm khác. Khi ra đường nên sử dụng đầy đủ các phương tiện chống nắng và thường xuyên bổ sung nước. Nhân tháng công nhân năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tặng 6.000 suất quà cho công nhân lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các cấp công đoàn tỉnh đã tổ chức tặng 6.000 suất quà cho công nhân ở 200 doanh nghiệp, mỗi suất quà trị giá từ 200 đến 750.000 đồng, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng cho người lao động. Trong đó tặng 50 suất quà cho công nhân lao động tiêu biểu cho phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Daniel Việt Nam, 50 suất quà cho công nhân xuất sắc tiêu biểu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà và công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất Nam Anh. 250 suất quà tặng công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gigi Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chùa Văn Khai ở huyện Cẩm Giàng là một trong những chùa cổ nhất của tỉnh Hải Dương. Chùa hiện đang còn lưu giữ hàng chục tấm bia đá cổ có tuổi đời từ 400 đến 500 năm. Tuy nhiên, những tấm bia này đang bị xuống cấp từng ngày, rất cần có phương án bảo tồn và gìn giữ. Cụ Phạm Minh Thân từ tấm bé đã gắn bó với ngôi chùa Văn Khai. Cụ cho biết trước đây trong chùa còn rất nhiều bia đá cổ, nhưng hiện nay chỉ còn lại hơn chục tấm bia. Các tấm bia này cũng đang bị thời gian bào mòn. Chữ khắc trên văn bia đang mờ dần. Nhiều chữ đã không còn đọc được nữa. Đây có rất nhiều bia, mà nhiều nhất là thời Lê Đầu, cuối Lê Đầu Nguyễn. Thế nhưng mà cổ nhất thì còn cái bia gọi là Sùng Khang, liên hiệu của Mạc Mậu Học, là 1500 bao giờ đấy thôi, tôi không nhớ rõ còn chi tiết đấy. Thế và thứ hai nữa là cái thượng dương công chùa bây giờ thấy rồi, trên còn cái bia đá đây tôi đọc được là Chính Hòa Thập Tam Liên, tức là 1673-72 gì đó, thời vua Lê Hy Tông. Do bia đá để ngoài trời trải qua mưa nắng hàng trăm năm nay và vẫn đang tiếp tục bị xuống cấp, chính quyền địa phương và nhà chùa thì không có kinh phí để xây dựng nhà bảo quản nên quá trình xuống cấp càng nhanh hơn. Nhiều tấm bia không được dựng ngay ngắn đang bị nằm lăn lóc khắp các khu vực quanh chùa.
Cái hệ thống bia thì trước đây thì cái việc quản lý thì chưa được chặt chẽ, thì bia để khắp nơi trong chùa. Thế sau khi coi như là được công nhận di tích quốc gia thì chính quyền đã phải quy tập bia. Bây giờ các đồng chí thấy như là một vườn bia. Thế nhưng mà để bảo quản được thì báo cáo các đồng chí lại phải có cái kế hoạch lâu dài. Dự kiến trong thời gian tới thì riêng các cái bia cổ này thì phải được xây dựng nhà bia để bảo quản. Chứ để mưa để nắng như này thì nó cũng không đảm bảo. Tuy vậy về nguồn kinh phí thì nó cũng khó khăn. Bên cạnh việc bảo tồn cũng cần có những nghiên cứu tìm hiểu về những nội dung trên văn bia. Bởi hiện nay còn rất ít người đọc và hiểu được những nội dung viết bằng chữ Hán. Tuy nhiên, những con chữ khắc trên văn bia cũng đang mờ dần, mai một dần theo thời gian. Nhiều chữ đã mất nét, nhiều chữ đã mờ hẳn, không còn đọc được nữa. Các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương cần có những đánh giá cụ thể và có phương án bảo tồn, gìn giữ những cổ vật hàng trăm năm tuổi này cho các thế hệ mai sau. Để nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19, Lào Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu nhằm đón đầu nguồn khách, đồng thời hỗ trợ sát cánh cùng doanh nghiệp du lịch dịch vụ vực dậy tăng trưởng, nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp du lịch tại Lào Cai sụt giảm trên 80%, trên 60% cơ sở lưu trú du lịch phải thông báo dừng hoạt động tạm thời. Số lao động bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm ước khoảng 7.000 người. Mới đây, tại hội nghị công bố chương trình kích cầu du lịch mùa hè Sapa 2020 và bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai đã đề nghị các ngành có liên quan quan tâm đến những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội du lịch để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai đã xây dựng đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng liên quan chịu ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh. Thứ nhất là tổng hợp tất cả những ý kiến, các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Và hiện nay thì chúng tôi đang tổng hợp tất cả những ý kiến này gửi tới tất cả các sở ban ngành trong tỉnh để có những cái giải đáp. Cho nên cái hội nghị hôm nay là để thống nhất các cái giải pháp giúp cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có thể khắc phục được khó khăn. Để đón đầu nguồn khách, phục hồi tăng trưởng du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố kế hoạch kích cầu và xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch. Trước mắt, tỉnh Lào Cai triển khai chương trình kích cầu du lịch trong dịp hè năm 2020 với tên gọi Mùa hè Sapa 2020. Đây là gói kích cầu du lịch tổng hợp với các chương trình ưu đãi khuyến mại, giảm giá từ 10 tới 60% vé tham quan các điểm du lịch, các dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống. 100% các đơn vị tham gia chương trình cam kết không thay đổi chất lượng dịch vụ sản phẩm. Thông qua chương trình, Lào Cai phấn đấu thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách đến với Lào Cai năm 2020, trong đó dự kiến 300.000 lượt khách quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Thành khoảng 5 năm về trước còn là một xã ven đô thuần nông yên ả của thành phố Thanh Hóa. Thế nhưng giờ đây, mảnh đất ấy lại nhộn nhịp, hối hả bởi các công trình thi công nhiều dự án lớn nhỏ, sự chuyển đổi của các ngành nghề dịch vụ. Và nơi đây có chợ Quảng Thành đáp ứng tốt mọi điều kiện kinh doanh, trao đổi hàng hóa của người dân. Đi vào hoạt động từ đầu năm 2020, chợ Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa được coi là một công trình thương mại phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, xung quanh chợ Quảng Thành vẫn còn tồn tại rất nhiều chợ cóc, chợ tạm tự phát, gây mất mỹ quan, mất vệ sinh an toàn thực phẩm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều này đòi hỏi các cấp chính quyền của tỉnh Thanh Hóa cần có các chủ trương, biện pháp quyết liệt giải tỏa triệt để các tụ điểm này và không để tái diễn vi phạm. Cùng với đó, cần có biện pháp thu hút, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hoàn thành các thủ tục hành chính cần thiết để họ có thể tập trung trao đổi mua bán tại các hệ thống các chợ dân sinh một cách hợp lý, khoa học. Chợ đã hoạt động được trên một năm nay, nhưng mà cái lượng người vào chợ là rất ít, kể cả người đăng ký kinh doanh mà kể cả người mua bán tại chợ. Lý do hiện nay là trên địa bàn của phường Quảng Thành là đang còn họp là chợ tạm, chợ cóc và bán hàng rong trên vỉa hè, vừa mất trật tự giao thông, vừa không đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiến nghị của ban quản lý chợ là đề nghị các cấp có thẩm quyền xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm để tập trung vào chợ để mua bán tại chợ.
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân xây dựng thói quen tìm đến các khu chợ tập trung. Đây không chỉ là việc làm vì sức khỏe của chính bản thân người tiêu dùng, mà còn góp phần loại bỏ chợ cóc, chợ tạm, giải tỏa nỗi lo về vấn đề mất trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.